Khó như thế. Chúng ta hay thường hay nghe thấy là trùng tang. Trùng tang là gì? Trùng tang có nghĩa là trong một cái dòng họ, một chi họ hay một cái bếp đó, hay thậm chí là trong một gia đình đó, có người mất bằng nhiều lý do có thể đưa đến cái sự chết chóc đó. Nhưng người đó mất mới được mấy tháng, thậm chí có khi mới được vài ngày, lại trong cái gia đình đó hoặc chi họ đó hoặc cái bếp đó lại tiếp tục có người mất tiếp theo, thì đó gọi là trùng tang. Đi xem các ông thầy ấy, người ta xem giờ, thế vì cộng tuổi này, mất vào tuổi này, vào tháng này, vào ngày này, vào giờ này, đấy người ta xem cái đó thì nó ra, thì thường là có ra gì, ra nó gồm là có ra trùng tang, ra thiên di, ra nhập mộ đó. Thường xem là tuổi, tháng, ngày, giờ thì hay ra những cái trùng tang, thiên di, nhập mộ đó. Theo quan điểm của người xưa họ ấy tính cách đó, họ nói là nếu mà vào nhập mộ và vào thiên di thì tốt, vào trùng tang thì rất xấu, gặp có thể sẽ gặp những cái chuyện không may ở trong cuộc sống, thậm chí là sẽ có những người ở trong họ hay trong gia đình đó chết tiếp theo. Và cái trường hợp đó, cái đúng cái sai thì chúng ta chưa biết được, nhưng mà thường ấy, theo cái kinh nghiệm của dân gian chúng ta từ xưa đó, những người nào mất vào cái giờ xấu á, mà họ xem vào cái giờ trùng tang đó, tức cái giờ đó là cái giờ rất xấu theo cái cách tính, có công thức tính của họ trong sách hướng dẫn đó. Nếu vào cái giờ trùng tang là cái trường hợp đó là rất xấu, vào cái ngày trùng tang cũng xấu nhưng mà còn đỡ hơn, vào cái tháng trùng tang cũng xấu nhưng mà đỡ hơn nữa, vào cái năm tức là cái tuổi trùng tang á là nhẹ nhất, còn vào giờ trùng tang là rất nặng. Theo cái quan điểm á, chưa có những cái nghiên cứu khoa học nào xác chứng, nhưng mà thường là dân gian chúng ta thường rất sợ khi mà đi xem mà bảo có trùng tang. Mà quả thực là những gia đình nào mà đi xem mà bảo có trùng tang á, mà cúng bái lễ lạc mà không đến nơi đến chốn, tâm mà không thành á, thì gia đình đó gặp rất nhiều những trục trặc trong cuộc sống. Cho nên từ những cái đúc kết của cha ông chúng ta hàng mấy ngàn năm nay đó, cứ đi xem mà ông thầy ông bảo như thế mà chúng ta không lo được, thì quả thật cũng gặp rất nhiều những cái sự trục trặc trong cuộc sống. Cho nên vì vậy chúng ta rất là lo lắng mỗi khi là có người bảo, có người chết mà đi xem vào chúng ta. Có thật hay không ấy, thì chúng tôi không dám khẳng định là thật có hay không thật có. Nhưng mà cái sự đúc kết của cha ông chúng ta là mấy ngàn năm nay, chúng ta không thể phủ nhận được. Còn một vị vài thầy ấy, lên giảng nói rằng ấy, cái việc trùng tang là giải thích về cái việc trùng tang là phi khoa học, vân vân. Quả đúng như vậy. Nếu mà giải thích cái việc trùng tang theo khoa học ấy, có giải thích được không? Không giải thích được. Không thể nào đem khoa học biện chứng mà giải thích cái việc trùng tang vấn đề tâm linh được. Nhưng ở đây á, chúng tôi có nghiên cứu một vài tài liệu nói về trùng tang, hay còn gọi trùng tang liên táng đó. Theo quan điểm của nhà Phật đó là gì? Đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc với một vài vị pháp sư nói cái vấn đề trùng tang, lấy vấn đề nhân quả để giải thích vấn đề trùng tang, đó là cộng nghiệp. Tôi rất tâm đắc. Vì sao nói là cộng nghiệp? Vì chúng ta biết rằng á, Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài dùng bằng cái con mắt pháp, con mắt tuệ của Ngài, bằng thiên nhãn của Ngài, Ngài nhìn thấy rằng chúng sinh vì sao mà được sinh trong cùng một quốc độ, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao được sinh trong một, được chung sống trong một mái nhà, đó chính là cộng nghiệp. Vì sao họ thành vợ chồng, đó chính là cái duyên. Vì sao thành con cái, thành người thân trong một gia đình, đó là cái duyên. Những cái duyên đó nó lại chia thành gì? Thành cái duyên tốt và duyên xấu. Hai loại duyên, tốt và xấu. Cái nhân duyên và xấu á, khi mà vào trong gia đình của chúng ta, ví dụ chúng ta sinh đứa con ra mà duyên xấu nó đến, gọi là báo oán, nó đến để báo oán, thì nó đến gia đình chúng ta, nó phá hoại thanh danh, phá hoại tài sản của gia đình chúng ta, làm cho chúng ta điêu đứng, mất hết uy tín đối với họ hàng, làng xóm láng giềng, vân vân. Còn nó đến để báo ân á, thì nó đến nó đem lại cho gia đình chúng ta tiền tài, của cải và tiếng thơm.
Nó đến để báo ân thì như thế. Cộng nghiệp đến để báo ân thì hoàn toàn ngược lại. Cộng nghiệp đến để báo án, rồi đến để đòi nợ, rồi đến để trả nợ nữa. Thế nào là đến để đòi nợ? Đến để đòi nợ thì ví dụ nó đến với gia đình chúng ta, nó sinh ra, nuôi nó được 5-7 tuổi thì nó mắc một căn bệnh hiểm nghèo, và chúng ta đưa đi viện, hết viện này đến viện nọ, chữa hết thầy thuốc này đến ông lang kia, kiệt quệ tài sản của nó, khi tài sản vừa hết đó thì nó chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Khi nó đòi hết nợ làm cho chúng ta tài sản khánh kiệt rồi nó mới chết. Đó gọi là đến để đòi nợ. Còn đến để trả nợ là còn trường hợp đến để trả nợ nữa. Thì trường hợp đến để trả nợ là thường thường á, nó đến với gia đình chúng ta, nuôi lớn nó ăn học, ra trường, nó đi làm được 5-7 năm, 10 năm. Khi mà cái lương nó vừa được tăng lương, vừa rất cao, vừa đem lại được tiếng thơm cho dòng tộc, cho gia đình nhà mình á, thì đùng một cái tai nạn giao thông nó chết, ốm gặp bệnh hiểm nghèo nó chết, hoặc là đột tử nó chết, vân vân đó. Vừa đem lại cái tiếng thơm, đem lại tiền tài của cải cho gia đình chúng ta ở một cái mức nào đó thì nó chết ngoéo đi. Đó gọi là đến để trả nợ. Trả hết nợ một cái thì nó đi. Còn đến để đòi nợ thì đòi hết thì nó cũng đi. Tôi nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói về cái báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngài giảng giải qua cái Ấn Quang Văn Sao của Ngài, Ấn Quang Pháp Sư đó, về cái đòi nợ trả nợ, báo ân báo oán đó, tôi rất là tâm đắc. Và đặc biệt khi mà tôi đọc thấy một cái tư liệu, lâu rồi tôi không nhớ tên cái vị Pháp Sư đó, nói giải thích về vấn đề trùng tang, đó chính là cộng nghiệp đến với gia đình chúng ta. Cho nên á, muốn giải trừ trùng tang, có giải trừ được không? Vị Pháp Sư đó trả lời là có thể giải trừ được vấn đề trùng tang. Bằng cách nào? Theo tư tưởng của kinh Địa Tạng, cúng dường Tam Bảo, cung thỉnh chư tăng, đọc tụng kinh Phật, bố thí, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, hồi hướng cho vong linh đó được siêu thoát, đồng thời khiến chúng ta cũng được tăng phúc, tăng duyên và vượt qua được những cái ách nạn đó. Cho nên từ năm 2012 tới đây, trước đây khi mà chúng tôi chưa học được cái pháp Trung Phong này, chưa tổ chức pháp hội Trung Phong này, các gia đình mà trùng tang đến, có những gia đình trùng tang đến, tôi phải nhờ các sư ở Ninh Bình, ở Nam Định, ở Hưng Yên đến để lễ cho mỗi một lần. Mỗi một gia đình mà hay bị trùng tang như thế mà nhờ các quý thầy đến lễ, ít nhất phải có 5 vị đại đức và khoảng độ 5-7 sư thầy đến tụng kinh A Di Đà cho nữa, gọi là cúng dường chư tăng mà. Thỉnh các thầy đến lập đàn cúng lễ cho từ sáng đến tối, kinh phí rất tốn kém. Cách đây từ năm 2009-2010 mà một cái đàn lễ như thế, chúng tôi đã rất là giữ ý rồi. Và tôi chỉ là bảo thỉnh các quý thầy đến, thì gia đình tự đi mà lễ tạ, lễ thỉnh, lễ tạ gia đình tự đi, tôi không dính dáng đến bất cứ một đồng nào tiền kinh tế. Cơm nước cũng vậy, làm nhờ các Phật tử làm hết bao nhiêu, tự các quý vị làm việc với nhau, tôi không dính đến một đồng kinh tế của gia đình. Sắm lễ cũng thế, tôi cũng không có cầm một đồng tiền nào của gia đình nhỏ, vì tôi sợ mang tiếng. Mang tiếng là sao? Ở một cái ngôi chùa nông thôn mà cúng một đàn lễ gì mà đến 40-50 triệu, cái tiếng tăm nó kinh khủng lắm. Cho nên là tôi đặc biệt không dính dáng kinh tế. Nhưng mà các gia đình mà vẫn tha thiết muốn cúng cái đàn lễ đó, tôi thỉnh các thầy về cho các thầy từ A đến Z, từ năm 2009-2010 ít nhất chi phí cho một cái đàn lễ cúng trùng tang, giải oan cắt kết, giải oan liên táng đó, thì cái đàn lễ đó từ năm đó cũng phải tiêu tốn mất 40-50 triệu. Nhưng từ năm 2012 tới đây, các dòng họ, các gia đình mà kêu trùng tang đến là tôi bảo là cứ đến đây, mỗi một ngày làm 3 mâm cơm chay. Quan trọng nhất là con cháu gia đình phải đến đây để cùng với các sư, cùng với 2-3 nghìn Phật tử là nhất tâm tụng kinh niệm Phật trong 3 ngày pháp hội. Mỗi ngày chỉ mất có 3 mâm cơm chay. Mỗi mâm cơm chay nhà bếp chỉ lấy có 200 nghìn, khuyến mãi củi, khuyến mãi gạo, khuyến mãi nước.
Bình thường một mâm cơm chay của người ta làm, nếu mà làm đúng chắc phải đến 400-500 nghìn, à, ít nhất cũng phải 300 nghìn. Nhưng nhà bếp bảo thôi thầy, thầy bảo là thôi, các Phật tử họ gặp những cái sự khổ như thế họ mới đến chùa, mình phải tạo điều kiện làm sao cho các Phật tử tốt nhất để họ đến chùa. Điều quan trọng nhất là họ được học Phật, họ có niềm tin với Đức Phật, chứ không phải điều quan trọng nhất là mình cầm tiền bỏ túi. Mà mình cầm tiền bỏ túi chẳng làm gì cả. Tiền bỏ túi đối với thầy cũng chỉ để xây dựng vào công việc Phật sự cho chúng ta tu tập mà thôi. Vì thầy đã phát nguyện rằng thầy có thể nhắm mắt xuôi tay chết bất cứ lúc nào, thầy không giữ tiền cho bản thân mình bất cứ lúc nào. Cho nên mọi công việc Phật sự làm hết ngày này qua tháng khác. Vậy giữ tiền để làm gì? Lấy một vài đồng tiền của nhà họ khi mà họ đang gặp những cái sự đau khổ, sự lo lắng đó. Họ đã kiệt quệ về kinh tế rồi, mà mình lại còn nhắm mắt ra muối mà bảo họ phải mang bao nhiêu tiền đến, bao nhiêu tiền đến mới làm. Đó là cái điều có thể nói là gì? Là mất lương tâm ở trong cửa Phật nếu mà ai mà làm như thế. Vì vậy mà thầy chỉ đạo cho các Phật tử làm thế nào đó để cho các Phật tử họ ít tốn kém nhất. Nhưng mà cái hiệu quả họ vẫn đạt được. Đó là họ không còn lo sợ nữa. Đó là vấn đề trùng tang ở trong gia đình họ, dòng họ của họ được giải quyết một cách là tốt đẹp nhờ vào cái sự gia hộ của Tam Bảo. Và từ năm 2012 đến đây, pháp hội nào cũng có ít nhất và khoảng độ 15 đến 20 gia đình có pháp hội, phải đến 6-70 gia đình đến nói là đi xem, họ bảo trùng tang. Họ bảo phải lập đàn để cúng, nhưng mà họ quát là 100 triệu, có chỗ họ quát là 150 triệu. Bạch thầy, chúng con không thể có tiền như thế, có phải bán đất bán nhà mới có thể có số tiền đó để cúng. Nhưng mà cúng xong rồi thì ở vào đâu? Mà cúng rồi thì không biết là có giải quyết được không. Nếu mà giải quyết được có thể cũng sẵn sàng bán nhà. Nhưng mà không, các thầy đều không khẳng định là giải quyết được không. Cho nên chúng con không dám bán nhà để cúng. Thế tôi bảo được rồi, không phải lo. Đến đây thì ăn mày Phật Tổ, tất cả nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và Bồ Tát Địa Tạng. Và các vị Bồ Tát cũng như đại chúng Tăng Ni và Phật tử tham dự pháp hội sẽ cùng nhau lo cho. Nhưng điều quan trọng là gia đình phải nhất tâm. Già trẻ gái trai đều phải đến đây, trừ những người bệnh tật không đi được. Phải một lòng đến đây 3 ngày, đến từ sáng sớm, tối xong khóa lễ mới được về. Hoặc ở xa thì ngủ cả lại đây. Ăn uống nhà chùa cũng chiêu đãi miễn phí, mặc dù ngủ dưới đất cũng miễn chiêu đãi. Ngủ dưới đất cũng chiêu đãi miễn phí. Và từ năm 2012 đến giờ, các gia đình đến mà đi xem bảo trùng tang trùng phục đến cho đến nay về đều hoan hỷ hết, đều tốt đẹp hết. Còn cái chuyện mà trong gia đình có người già mà chết, bệnh mà chết, già bệnh chết thì đó là cái chết gì? Chết do già bệnh thì cái chuyện đó là bình thường. Còn nó trẻ mà chết một cách đột tử, nó đang khỏe mạnh, nó lăn quay cu đơ cho nó chết, hay là tai nạn giao thông vân vân, mọi cái chết một cách đột tử như vậy là từ năm 2012. Những cái gia đình mà đến mà bảo đi xem, đến trùng tang trùng phục, đến làm lễ theo được khoảng 3 pháp hội rồi thì đều êm đẹp cả. Đấy. Trừ người già 80-90 tuổi rồi mà đến tuổi quy tiên rồi thì không nói làm gì. Cái đó là chuyện bình thường. Đó, cho nên vị này bảo hỏi về trùng tang có hay không, giải thích như thế nào. Thì tôi cũng không dám nói là có hay không. Tôi chỉ đưa ra một vài cái thông tin như vậy, tự các quý vị sẽ suy nghĩ. Bây giờ tôi sẽ nói có thì là tôi vọng ngữ, mà tôi nói không á là tôi cũng vọng ngữ. Đấy, cho xin chuyển sang câu hỏi khác. Có một Phật tử hỏi rằng á, A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con ăn chay luôn 2 năm, con bị tiền đình thiếu máu lên não, có vị thuốc ăn trứng vịt lộn và cá thịt hết bệnh tiền đình. Vậy xin thầy cho con lời khuyên. Trên câu thứ hai là trên bàn thờ Phật con để ảnh và tượng, khi khấn con có nên đọc khấn các vị được không? Con xin kính thầy.
Cái này cũng rất là thực tế trong cuộc sống đó. Một câu hỏi rất là thực tế. Các Phật tử, thầy hôm qua thầy bảo có cái gì các vị không biết thì cứ đưa lên hỏi. May mắn được trả lời thì chúng ta biết, mà các Phật tử không hỏi thì chúng ta cũng biết thêm để chúng ta có kinh nghiệm. Phật tử hỏi rằng đã ăn chay 2 năm rồi nhưng bị bệnh tiền đình. Chắc là đọc thấy trên sách báo hay là nghe thấy ai mách là có cái bài thuốc chữa khỏi bệnh tiền đình, đó là ăn trứng vịt lộn. Các quý vị nghĩ xem, nếu mà có cái bài thuốc ăn trứng vịt lộn mà khỏi bệnh tiền đình á, thì ít nhất á, nhà nước của chúng ta cũng như là trên toàn thế giới á, mỗi một năm sẽ giảm xây dựng đi bao nhiêu, được mấy chục cái bệnh viện. Chúng ta biết rằng á, rối loạn tiền đình mà ăn trứng vịt lộn mà khỏi thì quả thật là trên thế gian này không có ai bị bệnh rối loạn tiền đình nữa cả. Cho vài quả trứng vịt lộn là khỏi ngay, đúng không? Nhưng mà quả thực là không có cái chuyện là ăn trứng vịt lộn là khỏi bệnh rối loạn tiền đình. Nếu mà theo về nhân quả, theo về người tu hành đạo Phật của chúng ta, chúng ta biết rằng á, trứng vịt lộn có phải là một chúng sinh sắp sửa được ra đời mà bị chúng ta giết chết khi nó còn ở trong thai nghén không? Có. Mà Đức Phật dạy chúng ta phạm tội sát sinh thì phải bị quả báo là gì ạ? Yểu mạng và tật bệnh. Vị này á, nói như vậy mà về mà không tin á, vẫn cứ nghe mà ăn cái bài thuốc trứng vịt lộn để chữa bệnh á, có khi là còn đơ nhanh hơn. Thật đấy. Cái bệnh mà rối loạn tiền đình của vị này á, tôi mách cho một cái bài thuốc. Một cái bài thuốc này rất là tốt, chịu khó uống thì chỉ trong vòng 3 tháng hoặc là 1 năm là khỏi bệnh tiền đình. Biết bài thuốc gì không? Lễ Phật y học. Vị này nên học cái bài lễ Phật y học. Và mỗi một lần lễ Phật y học, vị này lễ khoảng 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi trở lên. Và lễ cho thầy 3 tháng hoặc 1 năm. 1 năm trời mà mỗi một ngày được 3 khóa lễ, mỗi khóa lễ 1 tiếng thôi mà không khỏi bệnh á, mang cái bệnh đấy đến đây tôi đau cái này, đau tiền đình thay cho vị nha. Nhưng mà phải chịu khó thành tâm để lễ cơ, lễ thật sự. À, đến khóa tu sang năm á, thì tới đây để học, hoặc là muốn học á, thì học gặp riêng các Phật tử mà hay đến đây tu khóa tu rồi á, dạy cho cái phương pháp lễ Phật y học. Đến bệnh ung thư người ta lễ Phật y học còn khỏi. Có một vài trường hợp bệnh ung thư rồi lễ Phật y học vẫn khỏi. Đó. Mà người khởi đầu là Pháp Sư Đạo Chứng ở Đài Loan. Ở Việt Nam chúng ta, thầy dạy cái phương pháp lễ Phật y học này, nhất là ai bị bệnh thấp khớp. Bệnh thấp khớp là mấy cụ già ngày xưa lên trên núi mà gặp thầy bò lên cái sân nhà tổ mà mới lễ chỉ có một nửa tháng thôi. Khi mà thầy đi lên đó, cụ ấy bỏ gậy ra và cụ trèo lên và cụ cười, cụ vui, cụ bảo: bạch thầy, quả thật là Phật pháp nhiệm màu, con mới lễ có một nửa tháng mà chân con là đỡ đau thật nhiều. Thế là cụ ấy bỏ gậy đó, cụ leo tong tong lên cái sân nhà tổ, cho lên sàn nhà tổ cho thầy xem. Mà trước đó một nửa tháng thì cụ phải gì, phải bò lên. Đó, cái phương pháp lễ Phật y học ấy, nó kết hợp cả cái phương pháp chữa bệnh bằng khoa học, bằng y học, cùng với vấn đề tâm linh. Cho nên ở đây thầy khuyên là bỏ bài thuốc trứng vịt lộn mà uống bài thuốc là lễ Phật y học nhá. Có một Phật tử hỏi là: con nỗ lực cố gắng học tập rèn luyện rồi kết quả không bằng những người bỏ tiền ra mua, họ nhận được những điều con đáng nhẽ ra có được. Cầm tấm bằng đại học nỗ lực 4 năm rồi con không bằng những người có tiền bỏ ra mua nó. Con hay giúp đỡ người khác tận tâm và chân thành thì con luôn nhận lại một sự nghi ngờ, hay ngay lập tức họ sẽ đá con một cái, bất kể là bạn bè hay người lạ. Lúc tối con cũng hỏi Bồ Tát nhưng người không trả lời con.
người không nói gì cả. Chưa hết, thầy đang đọc đã. Con cũng xin hỏi và xin Bồ Tát cho con chịu những tổn thương mà con vô tình gây ra cho ai đó. Như thế có được không hả thầy? Đấy. Đây chắc chắn là một bạn sinh viên mới ra trường. Câu hỏi cũng hơi khó, xin lỗi các Phật tử cũng nạp năng lượng một chút. Chúng ta biết rằng á, sống ở trên đời có nhiều sự bất công. Bất cứ một quốc gia nào đều có sự bất công. Ở thế giới Sa Bà này, vì sao gọi là thế giới Sa Bà các vị biết không? Nhà Phật á, Đức Phật nói thế giới Sa Bà. Vì sao gọi là Sa Bà? Từ Sa Bà là nguyên âm tiếng Phạm, dịch sang tiếng Trung Quốc có nghĩa là kham nhẫn. Sa Bà dịch sang tiếng Trung Quốc là kham nhẫn. Dịch sang tiếng Việt, nghĩa của tiếng Việt trong kham có nghĩa là gì? Là kham khổ. Nhẫn có nghĩa là nhẫn nại, là chịu đựng. Ở thế giới này chúng ta phải chịu đựng được những kham khổ, phải nhẫn nại được những cái sự khổ đau đó thì chúng ta mới thấy an lạc, mới được an lạc. Cho nên là chúng ta bảo là đi đòi cái sự công bằng tuyệt đối ở thế giới Sa Bà của chúng ta là không có. Vì sao tôi bảo không có? Đến thành Phật như Thích Ca Mâu Ni Phật rồi, chúng ta biết là một hôm Đức Phật đang giảng pháp, thành Phật rồi, lậu tận rồi, nghiệp hết rồi, công đức trí tuệ viên mãn rồi, nhưng mà hôm Ngài đang giảng pháp, một cô con gái tuổi 18 đôi mươi, con của một ông Bà La Môn, nó đồn cái rẻ đầy bụng chửa, đầy cái bụng nó lên, nó đi từ ngoài cửa, nó chỉ vào, nó bảo: "Này ông Sa Môn Gautama kia, Sa Môn Cù Đàm kia", chỉ cho Đức Phật Thích Ca đó, "mấy tháng trước tôi đến nghe ông giảng đạo, ông lời hay tiếng ngoạt với tôi, và tôi đã chót dại với ông." "Và bây giờ ông phải chịu trách nhiệm đối với gì? Cái thai ở trong bụng tôi này." Đó. Đức Thế Tôn không nói không rằng, đại chúng nghe pháp lúc đó có mấy ngàn người, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta này. Trong đó có 1250 đệ tử thường theo Ngài đã chứng đắc thánh quả thì yên lặng không nói, không rằng. Còn các vị mới đến tu một vài lần, mới đến nghe Phật thuyết pháp lần đầu á, thì lặng lặng đứng dậy bỏ về gần hết. Và thấy mọi người đứng dậy bỏ về rồi, cô gái đó càng được nước, càng nhảy tung tăng, và Đức Thế Tôn không nói gì. Ngài dừng buổi pháp thoại lại, không nói gì. Ngài ngồi nhập thiền và quán niệm hơi thở, theo dõi hơi thở, mở lòng từ bi ra với cô gái, mong rằng cô gái đó sẽ nhận ra cái lỗi lầm của mình. Nhưng mà cô gái đó không dừng lại ở đó. Thấy mọi người ra về, cô đó lại càng nghĩ rằng cái mục đích của mình sắp sửa thành công rồi. Vì sao? Vì ông bố của cô gái chính là một vị Bà La Môn ở trong cái khu vực đó. Trước đây có rất đông đệ tử, nhưng khi Đức Phật đến đó thuyết pháp lập đạo tràng, các đệ tử của ông đó theo Phật, người thì xuất gia, người thì ở tại gia theo Phật gần hết rồi. Và bố của cô ta rất phiền não. Thấy bố phiền não, cô ta hỏi, thì nghe bố cô kể, thì cô mới bạch nói với bố rằng "Vậy bố cứ để chuyện này con sẽ lo." Và bàn một cái mưu là gì? Hàng ngày cô ấy tới giả vờ tới nghe Phật thuyết pháp, đi thật sớm về thật muộn, đi sớm đến để quét sân tinh xá và giải tọa cụ cúng dường các sư. Chiều về mọi người về hết, cô ấy nán lại sau, cô ấy dọn tọa cụ cho chư tăng, rồi quét sân chùa và lủi thủi, cứ lủi thủi làm ra vẻ như một cái gì rất huyền bí và gần gũi. Và thường cô ấy tới quét cái sân ở trước thất Đức Phật đang tu á. Bắn đi khoảng độ 1-2 tháng sau, cô không tới nghe pháp nữa. Áng chừng khoảng độ tầm 4-5 tháng, cô đồn cái bụng của cô to lên khoảng người mang thai 4-5 tháng đó. Cô đến, cô nói với Đức Phật như vậy. Và chúng ta biết những người mới đến chùa lúc đó, mới đến tinh xá nghe Phật thuyết pháp đó, lặng lặng bỏ ra về. Chỉ các hàng đệ tử chứng đắc thánh quả thì ngồi an lành, tĩnh lặng như vậy, nhắm mắt quán niệm hơi thở theo Đức Phật, quán niệm tử vi theo Đức Phật.
Đức Phật càng không nói gì. Cô ta thấy mọi người càng đứng dậy ra về. Mọi người mới đến chùa lần đầu á, nghe Đức Phật thuyết pháp lần đầu nghĩ rằng á, ông này quả thật là một vị đại lừa đảo, một cái vị ngoại đạo đại lừa đảo. Ông xưng là vô thượng chính đẳng chính giác, xưng là Phật là Thế Tôn vân vân này nọ, đạo hạnh viên mãn. Không ngờ đứng đằng sau ông còn gì, ông còn tư tình và quan hệ bất chính với một cô gái 18 đôi mươi như vậy, lừa đảo nhà người ta, con cái người ta làm con thì người ta có thai rồi, bây giờ thì còn không dám nhận. Một thằng con trai như thế làm sao có đủ tư cách ở trên đời mà còn xưng là Phật nữa. Cho nên một số các Phật tử đó khá đông đã đứng dậy ra về. Đức Thế Tôn không nói không rằng. Rồi cô ta thấy là sắp đạt được cái mục đích của mình rồi. Rất đông người ra về, quá 2/3 số người đứng dậy ra về rồi. Cô ta càng đứng lên, cô ta nói to hơn và đi sát lên Đức Phật hơn. Rồi cô ta cứ tiếp tục là cô ta chửi mắng. Bây giờ trong kinh Nikaya, tức là cái nhà hàm á, kể về câu chuyện nó nói rằng bây giờ Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, ở trên cung trời Đao Lợi, tự nhiên hôm đó thấy là nóng lòng nóng ruột, ngồi ở trên tòa ngồi của mình nhưng là thấy như là ngồi trên là đống lửa ấy. Cho nên á, Ngài mới dùng cái thiên nhãn của mình nhìn xem là mình có lỗi lầm gì không, tại nhiên tại sao như thế. Rồi Ngài không thấy mình có lỗi gì, Ngài nhìn xuống trái đất này, thế giới chúng ta này, thấy là cô gái đang xỉ và chửi mắng Đức Phật như thế. Cho nên ông liền lập tức dùng thần lực là đi xuống nhân gian này, ông hóa thành một cái con chuột. Ông từ từ ông leo lên đằng sau và ông chui vào, ông cắn đứt cái dây á, cắn đứt cái dây buộc vải ở bên trong á. Thế là cái dây buộc vải đứt, cái đống vải nó rơi toạt xuống, mọi người mới ồ lên một tiếng. Lúc đó chúng ta thấy Đức Phật cũng vẫn không nói gì. Tuy Đức Phật không nói gì nhưng mà đạo hạnh của Ngài á được mọi người đồn càng ngày càng đồn ra, và đạo hạnh của Đức Phật càng ngày càng được nhiều người biết tới. Và chúng ta thấy ở thế giới này tu hành thành Phật rồi mà vẫn còn bị oan. Mà còn đây có một bạn này, bạn nói là học 4 năm học sinh viên ở trong nhà trường, học rất tốt, rất giỏi, nhưng mà cái bằng thì không được là xuất sắc đứng đầu. Các bạn cùng học kém hơn nhưng mà nó có tiền, con nhà giàu nó bỏ tiền nó mua, nó xuất sắc đứng đầu. Và bạn này thấy như vậy nản và nói nghĩ là cuộc xã hội như vậy sống không công bằng. Con đừng có nản, ở đây thầy khuyên con đừng có nản. Cái điều quan trọng mà con được đó là gì? Đó là cái kiến thức 4 năm học của con thực sự đã ở trong đầu óc của con, và cái kiến thức đó nó sẽ đi theo cho con chọn cuộc đời này. Kiến thức đó con biết vận dụng và biết phấn đấu rồi con sẽ làm nên tất cả. Còn cái bằng mà họ mua bỏ tiền của bố mẹ ra cho để mua kia, nó chỉ là tờ giấy có đóng con dấu bất chính vào đó mà thôi. Và có thể họ xin được công việc tốt đẹp hơn nhờ cái bằng xuất sắc đó, nhưng mà vào đó họ không làm được thì sớm muộn họ cũng bị sa thải mà thôi. Hoặc khi mà bố mẹ của họ về hưu rồi, không còn chỗ dựa nữa, họ không có kiến thức thật, thì họ cũng sẽ bị tụt hậu mà thôi. Còn con, bằng cái kiến thức thực tế mà con học được, bằng cái sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ của con càng làm, con càng đi lên, lên bằng chính bàn tay, khối óc và trí tuệ của mình, đó mới là vốn quý. Có được không? Đó, còn tối hôm qua con hỏi Bồ Tát, vì sao Bồ Tát không trả lời, vì sao Bồ Tát lặng im? Vì Bồ Tát bảo là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho con. Tối hôm qua Bồ Tát đã phó chúc là sáng hôm sau sẽ có người trả lời cho Bồ Tát. Và đúng bây giờ Bồ Tát phó chúc cho thầy bảo nay con phải trả lời cho một bạn sinh viên này, không có bạn mất niềm tin với Tam Bảo đấy. Cho nên thầy rất nhiều câu hỏi đây, thầy bốc trúng câu hỏi của con và trả lời cho con rồi đấy. Và con nên suy nghĩ rằng nhân quả, Đức Phật thuyết về giáo lý nhân quả là nhân quả 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Con hãy đọc quyển Nhân Quả Báo Ứng, con hãy đọc về quy luật vận hành của nhân quả, con sẽ thấy được rằng không phải ngẫu nhiên mà đời này những người làm thiện mà vẫn gặp nhiều vất vả trong cuộc sống.
Đó chính là cái nhân đời trước họ gieo, đời này quả thiện nó chưa đến vậy. Nhưng đừng có buồn là cái nhân thiện hôm nay chúng ta trồng, chắc chắn ngày mai sẽ chúng ta sẽ được hưởng quả. Giống như người nông dân vậy, họ hôm nay họ trồng xuống cái mảnh đất của họ là những cái hạt giống, như là hạt giống của cây mít chẳng hạn, cây xoài chẳng hạn, thế nó phải 5-10 năm sau mới cho họ quả. Khác với người trồng xuống cái thửa ruộng, cái miếng đất của họ là cây chuối, thì chỉ vài tháng sau là cho họ họ buồng và quả thôi. Những hiệu quả kinh tế của họ chắc chắn sau này sẽ không bằng cây xoài và cây mít được, hoặc những cái cây có giá trị nhưng mà nó lâu năm nó mới cho thu nhập được. Đó, cho nên đó, đừng có buồn, đừng có vội vàng, và hãy giữ vững niềm tin vào Tam Bảo, giữ vững niềm tin vào những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc chúng ta. Hãy giữ vững niềm tin rằng mình phấn đấu, mình có trí tuệ, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ được đền đáp, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ được đền đáp. Nhưng đừng có thất vọng. Thất vọng là chúng ta bị thua đó. Đừng có thất vọng. Một Phật tử nữa hỏi là: A Di Đà Phật, thưa bạch thầy, khi xưa nhà con thờ tứ phủ, giờ con đi theo Phật, còn ba bát hương, một là Đức Đại Vương Trần Hưng Đạo, hai bát hương của các cô không thờ có được không? Chỉ thắp hương một bát thờ Phật có được không ạ? Thờ trong nhà, vị này nói là ngày xưa theo tứ phủ có bốc bát hương thờ Đức Trần Triều Hưng Đạo Đại Vương và bát hương thờ các cô và một bát hương thờ Phật. Thì bây giờ trong nhà chỉ thắp một bát hương thờ Phật thôi, còn hai bát kia không thờ, không thắp hương để cho nó mốc à? Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngài không phải là ngoại đạo. Ngài vốn là khi còn sống á, chúng ta biết là ngài là một vị đại tướng quân, giống như là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp của ở thế kỷ 19-20 của chúng ta vậy. Ngài có công rất lớn với đất nước. Cùng với triều đại nhà Trần là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh. Và được toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta là tôn kính và suy tôn ngài như là một vị thánh ở trong lòng dân tộc. Chúng ta thờ ngài không có gì sai. Điều quan trọng nhất chúng ta thờ có đúng hay không thôi. Chứ cũng chúng ta thờ tôn tượng của ngài, bốc bát hương để cúng dường ngài, đó là một việc làm rất tốt, rất nhân văn, rất ý nghĩa, rất nhân đạo. Phật tử chúng ta làm điều đó rất tốt. Chúng ta thấy là ở dưới ban thờ của Địa Tạng ở trong Pháp hội chúng ta thì có thờ di ảnh của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà chính là cái tuần lễ 35 mà gia đình nhà cụ và trực tiếp là con gái của cụ, cô Võ Hòa Bình thỉnh ảnh lên để cùng với Pháp hội chúng ta làm khóa lễ tri ân báo ân cố đại tướng. Thế cho nên á, cái ảnh đó được thờ từ đó nay và chắc chắn ảnh đó đã có duyên với chùa chúng ta ở đây rồi. Và chúng ta vẫn thờ phụng các ngài bình thường, thanh bông hoa quả đèn hương bình thường. Chúng ta đừng nghĩ là thờ thánh là phải sát sinh để cúng các ngài, không có việc đó. Đức Trần Hưng Đạo á, chúng ta biết là khi còn sống á, đọc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam á, các quý vị phải đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam mới thấy rằng á, Đức Sơ Tổ Trần Nhân Tông và ngài Trần Hưng Đạo đều là học trò học Phật pháp với ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Hai người đều học Phật với Tuệ Trung Thượng Sĩ, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Trần. Gọi là thiền sư nhưng mà ngài là Phật tử đại gia, giống như Bồ Tát Duy Ma Cật ở thành Xá Vệ khi Đức Phật Thế Tôn còn tại thế. Đó. Việt Nam chúng ta có một vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, mang cái hình dáng của một cư sĩ đại gia, nhưng mà về giáo lý cũng như là về sự hành trì của ngài phải nói là siêu việt về mặt đạo đức và giới hạnh. Chúng ta biết là đến Trần Nhân Tông là sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, còn là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ mà. Và Trần Hưng Đạo cũng chính là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ, cùng học Phật pháp với ngài.
Chính vì học Phật Pháp á, cho nên chúng ta mới nghe thấy một câu chuyện là gì? Trần Hưng Đạo biết được phép thuật. Khi mà cái quân giặc của Nguyên Mông á, sang Việt Nam chúng ta xâm chiếm, khi mà cái tướng giặc á, bị mà chúng ta bắt được á, xong rồi đem ra để pháp trường để xử trảm nó, chém đầu để thị uy cho binh lính của chúng ta, thì các vị biết là chém mãi nó không chết. Nó có phép thuật, chém nó không chết, dao chém nó không chết. Thì bây giờ cái đấy thì chúng ta mới nghe, chúng ta nghĩ là như đấy là một cái chuyện tiểu thuyết tiếu lâm. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết là có những cái võ công người ta học gọi là cái võ ma đó, cái quyền thề hay là võ ma đó. Chúng ta biết là họ biểu diễn cả lên tivi, các vị thấy đó. Qua cái sự khổ luyện và có một chút cái sự huyền bí về tâm linh nữa. Chúng ta thấy khi mà họ đọc cái câu thần chú nữa, họ lên họ cứ như người say, họ lên là dao chém và không đứt. Thầy xem ở trên VTV3 mà có cái trường hợp là mấy cái anh thanh niên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền trong biểu diễn cái võ thuật của họ. Dao chém không đứt, chém bụp bụp và không có đứt. Đó. Thì chúng ta thấy cái trường hợp đó có cái sự khổ luyện cộng với một chút vấn đề tâm linh, họ có làm được cái vấn đề mà người bình thường không thể làm được đó. Thì chúng ta biết là binh lính chúng ta chém mãi nó chả chết. Bây giờ đích thân là đại tướng quân của chúng ta đó chính là ngài Trần Hưng Đạo ra phải gì? Và ngài đọc câu thần chú của Phật lên. Rồi ngài dùng một chút những cái ngài biết được, những cái họ học cái phép thuật đó thì dùng cái gì để xử nó. Và ngài ra ngài đích thân ngài vung dao ngài chém thì nó mới chết. Thì chúng ta biết rằng á, ngoài là một vị tướng quân bình thường đánh giặc ra, ngài còn là một vị nghiên cứu về Phật pháp rất thâm sâu. Đó chính là đệ tử của Phật, đệ tử của Tuệ Trung Thượng Sĩ, đệ tử của Phật môn ở tại gia đó. Và chúng ta biết là cố đại tướng Võ Nguyên Giáp khi cuối đời của ngài á, khi mà về hưu tuổi già, ngài cũng quy Tam Bảo và tu hành về thiền. Ngài nghiên cứu và tu tập về thiền. Ngài đã theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ và tu tập về thiền. Đó. Cuối đời ngài là nghiên cứu Phật pháp, giống như các vị mà nổi tiếng ngày xưa vậy, thời xưa của Việt Nam chúng ta vậy. Đấy, cho nên cái việc mà thờ bát hương Đức Trần Hưng Đạo ở trong nhà rồi thì chúng ta cứ thờ bình thường, vẫn cắm hương, vẫn lễ bái bình thường. Nhưng điều đặc biệt là chúng ta chỉ thanh bông hoa quả để cúng ngài giống như cúng Phật thôi, thì công đức vô lượng. Chứ đừng nghĩ là thờ thánh trong nhà là phải giết gà mổ lợn, không có cái chuyện đó. Kể cả thờ thánh mẫu cũng không phải làm điều đó. Nếu có thời gian sau này thì kể cái chuyện thánh mẫu Liễu Hạnh quy y với Quán Thế Âm Bồ Tát như thế nào. Vì sao ở trong chùa lại được thờ thánh mẫu Liễu Hạnh, lại được thờ ở bên cái một cái nhà ở bên cạnh Tam Bảo, thấp hơn một chút. Nền nhà thờ mẫu bao giờ thấp hơn nền chùa Tam Bảo một chút, và thường là được thờ bên cạnh. Đó. Vì là ngài chính là đệ tử tại gia đã thọ ngũ giới và thập thiện với Quán Thế Âm Bồ Tát, và sau này được hiển thánh và được tôn sùng như là một vị đệ tử tại gia của Đức Phật. Mà chúng ta biết thọ năm giới thì còn sát sinh không? Không sát sinh nữa. Tu tập bát quan trai giới, tức là cái sự tu tập của Liễu Hạnh thánh mẫu đó, phải hơn các Phật tử chúng ta rất nhiều, ngài mới có cái công đức đó. Nhưng bây giờ những cái người thờ thánh hiểu lầm, cho nên là cứ giết gà mổ lợn, làm cỗ to sát sinh nhiều, cúng tế ngài và mong ngài độ cho, như vậy là sai với cái tâm nguyện và cái sự hiển thánh của các ngài. Đó là câu trả lời đó. Thầy bảo là có thờ được bình thường, cũng không cần phải bỏ đi đâu, cứ thanh bông hoa quả nhang đăng bình thường. Đó. Người ta lại hoan hỉ, lại quay trở lại, họ lại gia hộ cho gia đình chúng ta càng tốt. Có một Phật tử hỏi là: đạo, bạch thầy, tổ đạo tràng Yên Thủy chúng con xin hỏi thầy, chùa chúng con hiện đang thờ Phật Chuẩn Đề, thờ hai ông Mãng Xà, chúng con xin hỏi thầy thờ như thế có đúng không? Con Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin hỏi thầy, chúng con đã đi quy y ở chùa nhà, chúng con đã có áo lục thù, khi chúng con chết
chúng con có được mặc theo người không? Nếu không mặc được thì cái áo đấy phải xử lý như thế nào? Đó. À không, câu hỏi đây là cũng rất rất là ý nghĩa với các Phật tử chúng ta, nhất là Phật tử ở nông thôn đó. Ý thứ nhất, thầy xin trả lời nói là điện thờ Phật có thờ máng xà ở trong điện không? Không. Thờ như vậy là thờ sai. Thờ máng xà thường thì cái thờ theo bên tứ phủ. Còn thờ Phật không có thờ hai con rắn là treo, con rắn xanh, con rắn trắng là treo ở trên, ở trong ngóc đầu xuống như vậy, nhìn ghê ghê cả người ra. Chúng ta thấy, chúng ta nhìn thấy rắn bình thường ai cũng sợ mà. Tại sao trong ban thờ Phật lại đi thờ hai con rắn bằng nộm ra vào đấy làm gì? Như vậy là thờ sai. Về nên khuyên dân làng và các Phật tử nên bỏ đi. Thờ Phật nó là trang nghiêm và toát lên cái vẻ từ bi cứu độ chúng sinh của một điện thờ Phật. Chứ đừng có thờ như thế, loang loang lổ lổ, Phật trả ra Phật, Thánh trả ra Thánh. Thờ như vậy sẽ không tốt cho vấn đề tâm linh đâu. Ý thứ hai vị hỏi rằng á, đã quy ở chùa nhà và có mua áo lục thù hải hội. Ngày xưa đi quy, nhất là các chùa nông thôn, thì chùa nào quy Tam Bảo họ cũng là phát cho cái bộ áo lục thù, hoặc là bảo mua cái bộ áo lục thù để sau khi mặc vào á, lục thù tức là sáu thù, áo rất là mỏng, rất là nhẹ. Vì sao gọi là áo lục thù? Trong kinh A Hàm có giải thích rằng chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, áo của họ, người của họ to, to cao gấp 100.000 lần con người ở thế giới chúng ta này. Chiếc áo của họ dày và đẹp, nhưng mà lại nhẹ có 6 thù thôi. Cho nên sau này những người đọc thấy cái bài kinh đó và nghĩ là gì? Nói là các Phật tử thôi, sau khi chết làm một cái bộ áo như thế, gọi là áo lục thù, đặt tên cho áo lục thù hải hội, mặc vào một cái để không bị đọa vào trong ba đường ác, để áo đó nhẹ cho nên để bay về với Phật cho nó dễ, bay lên các quái trời cho nó nhanh tới, để không bị chìm xuống, không bị nặng nó chìm xuống. Nhưng mà nghĩ như vậy là nghĩ sai. Giáo hóa chúng sinh phương tiện như vậy là phương tiện dở hơi, không đúng với chính pháp của Đức Phật. Cho nên ngày xưa Đức trưởng lão Hòa thượng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đó, cũng như là cố Hòa thượng Viện chủ Chùa Hương, Thượng viên Hạ Thành đó, giảng cho chúng tôi nói rằng mặc áo lục thù hải hội không chỉ giải thoát, không chỉ lên được với Phật, với quái trời, mà còn đọa nhanh hơn và sâu hơn nữa. Vì sao? Vì trong cái áo lục thù hải hội đó có in hình ảnh của Phật, của Bồ Tát, có in thần chú của Phật, của Bồ Tát trong đó. Chúng ta biết rằng á, bình thường khi còn sống như thế này, các vị cứ mặc thử đi ra chợ xem, ai cũng bảo các vị là con điên hết. Thật mà. Ai cũng bảo chúng ta thần kinh mới mặc cái áo đó. Áo trả ra áo, người trả ra người, ma trả ra ma. Ai dám chơi với chúng ta nào? Mà thậm chí họ nhìn thấy chúng ta mặc ra ngoài chợ một cái, có khi họ thương cho ta, họ nghĩ là chúng ta điên, họ cho chúng ta một vài đồng tiền lẻ, họ vứt cho chúng ta, họ không dám gần nữa. Đã huống gì là Phật, là Bồ Tát, là chư thiên dám gần chúng ta, đúng không? Cái đấy là một phần. Một phần nữa là chúng ta biết sau khi chúng ta chết đi, chúng ta bình thường là gì? Trong uy nghi của nhà Phật, Đức Phật có dạy, chư tổ có dạy chúng tôi á, kinh sách pháp bảo của Phật á, rách gì mà còn sửa được thì phải sửa, mà không sửa được á thì phải cung cung kính kính xây tháp để thờ, hoặc là tụng bát nhã để hóa đi, chứ không được bỏ tạ lang mỗi nơi một tí, mỗi chỗ một tẹo. Trong cái áo lục thù hải hội á, chúng ta biết là có hình tượng, hình ảnh của Đức Phật in ở trong đó, và có gì, có thần chú của Phật ở trong vậy, trong đấy. Bình thường khi chúng ta còn sống á, 3 ngày không tắm, mùi thơm chiên đàn nó bay ra là mọi người không chịu được, đúng không? Mùi chiên đàn gì mọi người không chịu được. 10 ngày không tắm thì khỏi phải chê nữa. Mà chết rồi khoảng độ tầm 3 ngày 3 đêm á, bụng nó trương lên, cửu khiếu bắt đầu chảy nước ra, cái mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu chảy ra. Khoảng độ 1 tuần sau, xanh trướng ứng phình lên. Rồi khi mà cái bụng chúng ta mà nó vỡ ra nữa, nó bẩn, cái nước bẩn ở trong cơ thể chúng ta chảy ra nữa, còn hôi thối nồng nặc vô cùng, nó chảy hết vào cái thần chú và cái hình ảnh của Đức Phật ở trên áo lục thù hải hội đó. Các quý vị xem có phúc hay là mất phúc đấy? Tôi chỉ giải thích một cái đơn giản như vậy thôi, mất phúc hay có phúc?
chắc chắn là mất phúc. Bình thường khi còn sống, là một Phật tử, chúng ta nhìn thấy tôn tượng, di ảnh của Phật, chúng ta cung cung kính kính. Đúng không? Có ai chúng ta là một Phật tử mà dám đạp lên ảnh hình ảnh của Đức Phật không? Có ai dám trải cái hình ảnh của Đức Phật để nằm để ngủ lên trên không? Không. Vậy mà khi chết, tại sao chúng ta lại làm điều đó? Đấy là do vô minh. Đó là do không biết tới Phật Pháp một cách chân chính. Ông sư nào, thầy sư nào mà dạy các Phật tử của mình làm điều đó? Ngày xưa Đức Pháp Chủ, ngày chưa lên Pháp Chủ, nhưng mà Ngài nói rằng thì đó là cái vị sư vô minh nhất ở trên đời. Đó. Ngày xưa Ngài dạy chúng tôi, Ngài kịch liệt, Ngài nói sau này các thầy á, ra trường đi làm trụ trì á, các thầy muốn tránh được ba đường ác đạo, đừng bao giờ khuyên các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội cho vào trong quan tài. Vì làm như vậy chính là các thầy hủy hoại Phật Pháp. Làm như vậy chính là các thầy đẩy các Phật tử vào ba đường ác đạo nhanh hơn, rồi các thầy cũng sẽ vào trong ba đường ác đạo như họ không khác. Đấy là Đức Pháp Chủ ngày xưa Ngài cực lực phản đối và nhắn nhủ chúng tôi từ ngày đó. Cho nên á, bây giờ các Phật tử tóm lại là đừng có mặc áo lục thủ hải hội sau khi chết. Vậy bây giờ Phật tử hỏi, vậy bây giờ phải làm cách nào? Đơn giản thôi. Nếu mà có chùa thì mang ra chùa tụng một biến kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Địa Tạng, vân vân, để lên trên ban thờ, xong rồi tụng xong các vị khấn nguyện trước Tam Bảo là do ngày xưa chúng con không biết, cho nên nó chót mua về. Thì nay chúng con biết rồi, sám hối Phật Tổ là cho chúng con là xin được gì? Xin được hóa cái bộ quần áo lục thủ hải hội này đi, không có để sau này có con cháu nó mặc vào, người thân nó mặc cho chúng con thì tội chết. Cho nên khi hóa thì các vị khi ra hóa thì nên tụng Bát Nhã để hóa, hóa xong hồi hướng Tam Tự Quy, thế là xong, ngoan lành cành đào ha. Con bạch thầy, cùng các bạn đồng tu cho con hỏi, tại sao bước vào buổi lễ, bắt đầu làm lễ, con cầm lấy quyển sách kinh đọc là con buồn ngủ? Con nghĩ là bị chướng trở ngại hay sao? Thầy giảng cho rõ cho con biết. Trùng với cái ý thứ hai của Phật tử lúc nãy, nói là mỗi khi bình thường ra không sao, nhưng cầm quyển kinh lên buồn ngủ, cái này có không? Có. Đặc biệt là ở trong nhà chùa, những người xuất gia đệ tử của tôi rất nhiều. Mới vào chùa được một vài tuần, mà cái một vài tháng, mà cái mà nó cứ ngủ la liệt ra với nhau. Thậm chí là cụ Vạn Niên, cụ bảo tôi cho một chú ra hầu cụ Vạn Niên, nó lên quét cái nhà thất ở trên tầng 2 ấy. Lên khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy nó xuống. Thế cụ nhìn camera, cụ nhìn thấy là gì? Nó nằm trong cái ngọc, nó ngồi, nó ngủ ngồi trong cái xó tường ấy. Thế cụ đi lên, cụ hỏi: thế làm gì mày, làm gì đấy? Và bạch thầy, con đang niệm Phật ạ. Đấy. Thế ngủ khò khò ra 2 tiếng đồng hồ mà cụ lên hỏi và mày cụ con đang niệm Phật à, nó thèm ngủ lắm. Khi mới bắt đầu tu Phật á, cái nghiệp chướng nó đến, cái nghiệp từ vô thủy của chúng ta nó đến, đến rất nhiều cách, rất nhiều cái phương thức nghiệp nghiệp đến với chúng ta. Trong đó mà có một cái nghiệp là buồn ngủ, một cái nghiệp nữa là cái nghiệp ham ăn. Ham ăn và buồn ngủ, hai cái nghiệp thường hay đi đôi với nhau, thèm ăn và buồn ngủ. Ở đây Phật tử nói là buồn ngủ đến thì làm thế nào? Ở đây á, có hai cách. Một cách thứ nhất là trước khi lên tụng kinh, Phật tử phải đi rửa mặt, rửa bằng nước lạnh nhé. Nếu mùa đông thì cho nước ấm lên chút được. Rửa, phải rửa, chúng ta rửa hết cả đầu ấy, rửa hết cả đầu chứ đừng có rửa tí mặt không. Rửa mặt đi. Xong rồi á, nếu mà còn buồn ngủ khi mà lên tụng kinh nữa, các quý vị lấy cái khăn ướt đó mang theo, để một cái đĩa để bên cạnh. Mỗi khi mà buồn ngủ á, các quý vị lấy cái khăn đó là lau mặt đi một chút thì sẽ hết buồn ngủ thôi. Đấy là một phương pháp. Một cái phương pháp nữa mà khi buồn ngủ chúng ta giằng tai này, chúng ta giằng cái tai này, giằng mạnh cái tai xuống thì nó sẽ đỡ buồn ngủ. Giằng tai sẽ đỡ buồn ngủ thôi. Và một cái điều quan trọng nữa mà muốn hết buồn ngủ, các Phật tử về tâm các quý vị tinh tiến lên, nghĩ đến sự vô thường tấn tốc, nay sống mai chết không biết thế nào được, cho nên ta không thể để ma ngủ nó bắt chúng ta mãi được. Ta không thể làm nô lệ cho con ma ngủ hết đời này đến đời khác được.
Từ vô thủy kiếp cho đến nay ta đã thua nó rồi, đời này ta nhất định không thua nó. Khởi cái tâm tinh tiến như vậy, dũng mãnh như thế để đọc kinh, căng to mắt ra. Ngày xưa tôi mới làm tiểu á, tu ở trên cái chùa cao ở chùa thầy á, các vị biết tôi dùng cái cách gì không? Tôi lấy cái que tăm, tôi buồn ngủ không chịu được, mà tôi lấy que tăm tôi chống con mắt rồi tôi lên để tôi đọc. Tôi đọc hết thời kinh Phổ Môn mà đến lúc cái máu nó tụ ở thâm ở hai cái con mắt của tôi lại. Nhưng mà tôi vẫn cố để chiến thắng nó. Và mấy tháng như thế thì tôi hết buồn ngủ. Đó. Cũng phải chiến đấu đấy chứ không phải bình thường đâu. Đấy, xin trả lời cái vị đó như thế. Tôi thời gian đã hết rồi. Các Phật tử chưa được trả lời thì hoan hỷ mới trả lời được khoảng 1/10 câu hỏi thôi. Ở đây có một Phật tử xin hỏi là: cho con xin hỏi đại lễ tam thề niệm có mục đích gì? Cái này hỏi có đúng mấy câu như vậy, nếu trả lời thì cả buổi sáng không hết. Hỏi ít nhưng mà ý sâu. Nhờ thầy xin được, thời gian không có cho nên được trả lời sơ qua thôi. Tam thề niệm là gì? Nói đầy đủ, nói là trung phong tam thề niệm. Trung phong là tên của một vị sư, một vị thiền sư, một vị quốc sư ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc. Ngài là một vị thiền sư, ngài có tên thật là ngài Trung Phong Minh Bổn. Ở triều đại nhà Nguyên bên Trung Quốc, ngài là một vị mà đại triệt đại ngộ với thiền tông, nhưng mà sau này lại chuyển dương về Tịnh Độ. Đặc biệt á, ngài thấy rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh tu thiền đắc định giải thoát rất khó. Cho nên á, ngài bắt đầu phối hợp kết hợp giữa Tịnh Độ và thiền tông để truyền bá. Và đặc biệt ngài truyền bá bộ kinh A Di Đà. Bộ kinh A Di Đà ngài truyền bá, ngài mọi người chỉ tụng kinh A Di Đà thì tụng hoài, ngày nào cũng tụng như vậy, thì ngài thấy là nó cũng không được, không thu phục được nhân tâm nhiều. Cho nên á, ngài làm những bài khai thị vào, gồm có 15 bài khai thị. Hôm qua chúng ta tham dự có 15 bài khai thị của ngài. Ba thời tụng kinh A Di Đà, chúng ta thấy là có gì? Có lễ Phật này, có tụng kinh này, có xưng tán này, có cúng dường này, và có sám hối nghiệp chướng khi về cuối của mỗi thời này, và có nghe khai thị, 15 bài khai thị của ngài này. Và đặc biệt ấy, cái pháp này ấy, chúng ta biết rằng cái pháp trung phong này, lợi ích của nó là không thể nghĩ bàn được. Vì sao? Vì mười phương chư Phật, trong kinh A Di Đà nói rằng ai tụng kinh A Di Đà thì được mười phương chư Phật khen ngợi, xưng tán và bảo hộ. Đó. Không chỉ một Đức Phật mà mười phương Đức Phật đều phóng đại quang minh, hiện ra tướng lưỡi khen ngợi chúng ta. Phóng đại quang minh để nhiếp thủ chúng ta, tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng ta, thậm chí là giơ cánh tay vàng để thọ ký cho chúng ta mà chúng ta không biết được. Bao giờ chúng ta vãng sinh, chúng ta có đầy đủ thần thông, đầy đủ con mắt tuệ rồi, có thiên nhãn rồi, chúng ta mới thấy được chư Phật, chư Bồ Tát ở chung quanh để hộ trì cho chúng ta khi tổ chức pháp hội hằng hà sa số. Các vị thần linh và vong linh về tham dự pháp hội với chúng ta, chúng ta có 4.000 người, nhưng ở thế giới tâm linh về gấp chúng ta hàng trăm nghìn lần. Cho nên vì sao mà chúng ta vào trong đạo tràng Trung Phong á, chúng ta thấy trang nghiêm. Vì sao chúng ta muốn ho còn không dám ho to? Vì cái uy lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị thần linh, hộ pháp thiền thần xung quanh chúng ta vậy. Có những người ngang bướng lắm, về tham dự pháp hội 1-2 ngày, cái sự ngang bướng đó dần dần được giảm xuống rất nhiều. Năm 2013 chúng tôi xuống tổ chức cái pháp hội Trung Phong lần đầu tiên ở dưới cái chùa Đông Cựu ở dưới Xuân Mai á. Có một anh chàng trước cửa chùa rất là nghênh ngang, không bao giờ nhà trước cửa chùa nhưng không bao giờ tin Phật. Cái hôm chúng tôi xuống tổ chức, bắt đầu ngày đầu tiên vào bày đàn các thứ, anh ấy mặc mỗi một cái quần đùi, không mặc áo may ô, cởi trần vào. Tôi nhìn thấy tôi biết là trường hợp này là trường hợp nghênh ngang bá đạo rồi, cho nên tôi không nói gì. Mấy bác đệ tử của tôi gọi lại bảo: này anh kia, sao vào chùa lại không mặc áo, mặc mỗi quần đùi thế kia? Anh ấy trừng mắt lên một cái.
Thế là mấy bác nhà tôi thấy thế một cái là lùi lùi. Tôi nhìn thấy như thế tôi cười. Tôi ra tôi cười với anh, tôi bảo không sao anh ạ. Thế các bác nó không biết, anh cứ vô tư đi. Tôi ra tôi cười, tôi bảo nó anh cứ vô tư đi. Thế anh đi xem có việc gì không, anh giúp hộ thầy, các bác anh treo cờ, treo quạt các thứ một cái. Thế nó không nói không rằng gì. Xong rồi được một tí, nó vẫn đi lang thang. Nhưng xong được một chút đó, các quý vị biết đấy, đến chiều chiều lại, tôi thấy nó mặc quần dài, mặc áo vào và nó đi treo băng rôn khẩu hiệu với các chú ở chùa. Rồi ngày hôm sau nó đi vào, ngày hôm sau bắt đầu tổ chức pháp hội, nó đi vào thì nó mặc quần dài với cái áo mê ô, và nó có đứng ngay cái chỗ gần ban địa tạng á, nó nhìn mọi người lễ thôi. Tay nó lúc thì nó cho sang đằng sau, lúc thì nó đứng nó chống sang bên sườn đấy, cứ đứng bên cạnh đấy. Một vài Phật tử quát nó bảo cái chú kia đi ra ngoài. Thế nó bảo là ở chùa mà đi đuổi người thế à? Mấy cụ ấy sợ, không dám nói gì nữa. Tôi kệ, tôi không có nói năng gì, kệ nó. Và tôi dùng cái tâm quán của mình, quán là Phật Pháp nhiệm màu á, thì khiến cho cái anh chàng này trong ngày hôm nay và đến ngày mai sẽ quy phục được Phật, quy phục Tam Bảo. Khi mà mình dùng tâm mình quán như vậy, được một chút thôi, hết khóa lễ đầu tiên, khóa lễ thứ hai, thấy anh biết chắp tay, anh chàng biết chắp tay. Và sang ngày thứ hai của pháp hội, có rất nhiều những sự màu nhiệm linh ứng xảy ra, rất nhiều người chứng kiến. Và một điều linh ứng nhất đó là gì? Anh chàng đó đã cầm cái quyển Trung Phong ở trên tay và đọc theo mọi người. Và đến ngày thứ ba, các quý vị biết không, thầy thấy anh ấy mặc một cái áo dài của các Phật tử, cầm quyển kinh Trung Phong để đọc theo mọi người từ đầu đến cuối, từ thời đệ nhất đến thời đệ tam cho đến cúng cháo hết ra về. Đấy mới là sự nhiệm màu nhất của Phật Pháp, cảm hóa những chúng sinh cang cường khó độ nhất mà cảm hóa được. Đó cho nên chúng ta thấy rằng lòng thành, thành kính đến cực độ thì sẽ chuyển hóa được tâm phàm của chúng sinh. Nhưng tất nhiên chúng sinh đó cũng phải có duyên, chứ không phải là không có duyên. Mình biết là họ có duyên với Tam Bảo rồi thì mình mới độ được họ. Ví dụ như hôm trước, ngày đầu tiên anh ấy mặc quần đùi cởi trần như vậy vào chùa, thầy bảo anh ấy mà anh ấy lại quạt lại thầy nữa thì chắc chắn là rất khó để độ. Nhưng anh không nói gì, anh ấy lặng lặng bỏ đi. Đến chiều lại thấy mặc quần áo dài vào, treo băng rôn khẩu hiệu với nhà chùa. Đó là gì? Đó là có duyên rồi. Đó. Ngày hôm sau anh ấy vào, anh đứng mặc áo mê ô, quần dài anh đứng, anh không thèm lễ, anh đứng sát ban địa tạng để nhìn mình như thế nào, nhìn thêm mấy ông sư ông làm có đúng pháp không, hay là làm sao đó mình không hiểu. Nhưng bằng cái tâm chân thành của mình, ngày thứ hai anh bắt đầu đọc kinh, ngày thứ ba bắt đầu anh mặc áo dài để tụng kinh rồi. Và sau khi ra về, mấy thầy ở chùa đó báo lại rằng nhờ các thầy mà chú ấy biết đến chùa, giờ chịu khó vào chùa lắm. Nhà chùa có việc gì gọi một cái là chú ấy vào là giúp đỡ. Tốt lắm thầy ạ. Mà ngày xưa thì đi đâu nó cũng chửi. Cứ đi về nhìn thấy nó bảo, xin lỗi các vị, nó bảo là gì? Mấy cái con mẹ sư kia thì không ở nhà mà làm ăn, không lấy chồng hay sao, không lấy được chồng rồi trốn chúa lộn chồng hay sao phải đến chùa. Nó cứ thế thôi, làm được gì nó đâu, không làm được gì. Thế nhưng bây giờ khi hiểu rồi thì gọi cái gì vào làm cái đấy, bảo tốt lắm thầy ạ. Đó. Cho nên lợi ích của Trung Phong Tam Thời Niệm không thể nào mà lường tính hết được. Chúng ta có đến tham dự pháp hội mới thấy được cái lợi ích của nó. Chúng ta khởi được rất nhiều tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp nhờ tham dự pháp hội. Mà tôi tin rằng sở dĩ vì sao mà các quý vị đến đây 3-4 ngàn người đến đây ngồi nghe thầy giảng 2-3 tiếng đồng hồ không chán, chính vì sự mầu nhiệm của pháp hội Trung Phong vậy. Bình thường ra mà thầy mở khóa tu, bình thường chỉ có khoảng 500 người thôi. Hôm nọ nhiều nhất được 800 người. Mở khóa tu 3 ngày, nhiều nhất
2 tháng vừa rồi được có 800 người và xuống đến 400 người, 300 người, thường trực khoảng 400 người. Nhưng trung phong 3 ngày thì càng ngày càng đông. Ngày thứ nhất, nhà bếp báo lại là 2.200 suất cơm, hết veo. Ngày thứ hai, bảo là gần 3.000 suất cơm với lại 6-70 mâm cơm nữa, cũng hết veo. Ngày thứ ba, hôm nay chắc chắn là phải 3.500 đến 4.000. Nhìn cái lượng người ở trên này nhìn xuống như vậy, chắc chắn phải khoảng tầm đó. Mỗi ngày một đông hơn. Chứ còn mở khóa tu thì ngày đầu tiên thì đông, ngày thứ hai giảm đi một chút, và ngày thứ ba giảm đi tí nữa. Nhưng pháp hội thì càng ngày càng đông. Đó là cái gì? Cái sự mầu nhiệm của pháp hội, không thể nghĩ bàn được, không thể nói hết được. Cho nên cũng xin chỉ trả lời sơ sơ vắn tắt như vậy với Phật tử đó thôi. Một Phật tử thứ hai hỏi là: Bạch Thầy, con nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hàng ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật. Có nhiều người lại nói rằng từ sáng đến tối bà chỉ cầu chết, xin Thầy từ bi chỉ dạy cho đại chúng được hiểu vãng sinh về cõi Phật A Di Đà ý nghĩa như thế nào ạ? Đó. Chúng ta thấy có một Phật tử nói rằng Phật tử này phát nguyện một đời vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, tụng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật A Di Đà. Nguyện vãng sinh thì một số những Phật tử khác và những người chưa hiểu về Phật Pháp, họ nói rằng bà tu như vậy là suốt ngày cầu chết. Suốt ngày cầu chết. Và Phật tử có yêu cầu rằng thì xin Thầy trả lời cho đại chúng được biết. Ở đây chắc chắn là chuyện chúng ta cầu vãng sinh là không phải là cầu chết. Chúng ta biết rằng vạn sự vạn vật ở thế gian này đều theo cái quy luật là sinh trụ dị diệt. Con người chúng ta thì theo quy luật là sinh già bệnh chết. Thế giới sơn hà đại địa thì theo quy luật là thành trụ hoại không. Cuộc sống của chúng ta ở trên đời này chúng ta nghĩ là 100 năm là dài. Nhưng mà không. Thực tế chúng ta nhìn đi nhìn lại 100 năm của chúng ta như một nháy mắt vậy, như một chớp mắt vậy. Không có gì là lâu dài, không có gì là bền bỉ cả. Nhưng mà thử hỏi rằng có mấy ai chúng ta sống được 100 năm đâu. Mà 100 năm thì chúng ta biết là trải qua bao nhiêu là buồn tủi, khổ đau và những điều bất công ngay trong chính con người chúng ta và cuộc sống chung quanh chúng ta. Nó diễn ra thường ngày. Con người của chúng ta sinh ra ở trên đời ai cũng muốn cầu cho mình có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và trường thọ. Bình an, hạnh phúc và trường thọ. Đó là cái tâm nguyện của loài người chúng ta. Ở đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì là muốn cho chúng ta đạt được cái tâm nguyện đó, được miên viễn, được trường cửu. Cho nên sau khi thành Phật, Ngài dùng bằng pháp nhãn của chư Phật. Ngài thấy rằng ngoài thế giới Sa Bà của chúng ta, tuổi thọ bình quân là 70-80 tuổi ra, Ngài nhận thấy rằng cách ở thế giới Sa Bà của chúng ta về phía phương Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, nơi đó có một thế giới tên là Cực Lạc. Và thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Ngài đã thành Phật đến đây đã 10 kiếp rồi. Mà tuổi thọ của Ngài theo như trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca giới thiệu đó, tuổi thọ của Ngài còn vô lượng vô biên. Và đặc biệt đó, đại chúng ở trong thế giới đó thọ mạng cũng vô lượng vô biên. Phúc báo thì khỏi phải nói rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy lầu các điện đài không thiếu cái gì ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong kinh Vô Lượng Thọ có diễn tả rất rõ về cái sự sung túc và đầy đủ viên mãn tâm nguyện
của chúng ta ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các quý vị về có thể đọc và nghiên cứu sẽ thấy được vì sao Đức Thế Tôn lại khuyên chúng ta tu tập tin sâu nguyện thiết trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu nguyện một đời vãng sinh vị đó, vì Ngài muốn cho chúng ta vĩnh viễn thoát ly chư khổ vậy. Sống ở cuộc đời ở thế giới Sa Bà chúng ta này có rất nhiều những nỗi khổ. Đức Phật chung quy lại là những nỗi khổ đó chung quy lại thành pháp số, đó là có 3 nỗi khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Nói rộng hơn một chút, Đức Phật nói có 8 nỗi khổ, đó là sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ và ngũ ấm xí thịnh khổ. 8 nỗi khổ này nó nấu nung con người chúng ta không biết bao giờ cho thoát ra được nó. Mà khổ ở thân người, Đức Phật nói chưa ăn nhầm vào đâu. Đức Phật nói khổ ở trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh mới thực sự là đau khổ lâu dài. Khổ về súc sinh á, vì sao mà nói là súc sinh khổ? Vì súc sinh là ngu si, chấp ngã. Cho nên á, rất khó để mà học Phật Pháp. Mà không học Phật Pháp á, thì rất khó để thoát ly sinh tử, khổ đau. Chúng ta biết rằng được làm người, được thân người rồi á, nhưng không phải là ai cũng gặp được Phật Pháp. Gặp Phật Pháp không phải ai cũng tin được Phật Pháp. Mà tin Phật Pháp rồi không phải ai cũng gặp được một bậc minh sư có con mắt sáng, hướng dẫn cho chúng ta đi đúng chính Pháp để tu tập cầu mong một đời có thể liễu thoát sinh tử, có thể đới nghiệp vãng sinh. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Mà có thể gặp được một bậc minh sư khuyến dạy chúng ta tu hành rồi, nhưng chưa chắc chúng ta đã đủ niềm tin với vị thầy đó. Chúng ta lại khởi rất nhiều những tâm nghi ngờ, tâm kiêu mạn, cống cao. Cống cao ngã mạn thì chúng ta cho rằng á, ta có thể giảng hay hơn ông thầy đó, ta có thể biết nhiều hơn ông thầy đó. Đấy là tâm cống cao ngã mạn. Còn nghi ngờ á, thì chúng ta nghi rằng á, không biết ông thầy đó đức hạnh có bằng ta hay không, lời nói và việc làm của ông thầy đó có khế hợp nhau hay không, hay là ông chỉ nói hay thôi còn làm thì không được, vân vân và vân vân. Đạo tràng đó, ngôi chùa đó có tu hành thực sự thanh tịnh hay không, hay chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, vân vân. Đó là tâm nghi ngờ. Vì nghi ngờ cho nên sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Do nghi ngờ cống cao ngã mạn làm ngăn lấp và che chướng mất cái đường tới bến bờ giải thoát giác ngộ của chúng ta. Cho nên á, sinh được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó hơn, được tu hành trong chính Pháp càng khó nữa, và được giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật là một việc cực kỳ khó. Vì vậy mà Hòa Thượng Tịnh Không là viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới có nói rằng á, Ngài dẫn chứng sư phụ của Ngài nói rằng á, ở thời mạt Pháp này 1.000 người tu hành chỉ được 1-2 người vãng sinh, 1.000 người tu hành pháp môn niệm Phật chỉ được 1-2 người vãng sinh. Vì sao vậy? Vì chính vì cống cao ngã mạn vậy. Trong kinh Đức Phật nói là 10 niệm khi lâm chung được vãng sinh. Nhưng mà điều quan trọng là khi chúng ta lâm chung, chúng ta còn nhớ được 10 niệm hay không? Một niệm có thể còn khó, huống chi là 10 niệm. Lúc đó cận tử nghiệp nó đến, thân thể tứ chi thì đau nhức, tinh thần thì mang mang, oan gia trái chủ thì đứng đầy bên cạnh để đòi nợ chúng ta. Khi đó để chúng ta niệm được một câu Phật hiệu quả thực là khó. Đó cho nên á, ở đây có một Phật tử mà phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc tụng kinh Vô Lượng Thọ như vậy. Có một vài người nói rằng á, như vậy là suốt ngày cầu chết. Không, không phải cầu chết. Mà đấy chính là để Hòa Thượng Tịnh Không nói là người mà phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, đó chính là người đó đang gì? Đang chuẩn bị cho một mình một cái tư trang để thi vào một cái trường đại học tốt nhất, để trở thành một vị sinh viên học một cái trường đại học tốt nhất ở khắp 10 phương thế giới. Vì sao mà Hòa Thượng nói như vậy? Vì qua kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy sinh về đó, thứ nhất
là chúng ta có tuổi thọ vô lượng đồng với tuổi thọ của Phật, của Bồ Tát không khác. Thứ hai, công đức của chúng ta đồng với công đức của các vị Bồ Tát lớn như là Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền không khác. Thứ ba, chúng ta có trí tuệ biển tài vô ngại, muốn thuyết pháp chúng ta phân thân đi khắp mười phương để thuyết pháp giáo hóa độ chúng sinh. Thứ tư, nếu chúng ta muốn tạo duyên lành với các đức Phật khắp mười phương, chỉ trong một bữa ăn sáng thôi, trong kinh A Di Đà nói là chúng ta cầm gì, cầm y cách, tức là cái giỏ đó đựng hoa thơm, trái ngọt và các thức ăn vi diệu mà do tâm chúng ta khởi lên muốn có thì liền có. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, tất cả những thức ăn, vật dụng, đồ dùng, quần áo mặc chúng ta khởi lên muốn dùng thì liền vật đó hiện ra trước mắt và chúng ta có được theo như tâm nguyện. Nói như vậy có thể một số những vị Phật tử hoặc những chưa phải là Phật tử mới đến chùa nghĩ là thầy chùa kể chuyện như là chuyện tiếu lâm, nhà sư thì kể chuyện như chuyện tiếu lâm. Chúng ta nghĩ sâu sắc một chút, chúng ta thấy, tôi nói ngay ở thế gian của chúng ta thôi nhé, một vị nguyên thủ quốc gia trải qua bao nhiêu năm họ phấn đấu rèn luyện, từ một đứa trẻ, một cậu học sinh, rồi một anh sinh viên, rồi ra một người công chức nhà nước, từ đó họ phấn đấu bằng tất cả trí tuệ và tâm huyết của họ cống hiến cho đất nước, quốc gia, dân tộc. Sau này đến khi mà công đức của họ đầy đủ, sự cống hiến của họ cho quốc gia đã chín muồi rồi, họ được bầu vào những cái ngôi vị chủ chốt của đất nước như là tổng thống, như là chủ tịch nước, như là thủ tướng chính phủ, vân vân, tùy theo chế độ của các quốc gia đó. Đến khi đó, khi họ được trở thành một cái người đứng đầu của một quốc gia, các quý vị thấy họ có còn phải đi cày sâu cuốc bẫm mới có ăn không? Có không? Có ăn đi cấy không? Không đi cấy nữa đúng không? Có phải đi lái xe taxi nữa không? Không. Có phải đi lái xe ôm mới có ăn nữa không? Không. Nhưng mà trước đây còn là một cậu học sinh, còn cậu sinh viên. Nếu mà ở sinh vào cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, có thể cái vị tổng thống, vị thủ tướng, vị chủ tịch nước đó vẫn phải đi làm thêm để kiếm sống, giúp đỡ bố mẹ để vượt qua 4 năm ăn học. Chúng ta thấy, nhưng khi mà công đức đã đầy đủ rồi, vị đó không phải đi làm thêm nữa, mà vị đó chung quanh mình, chung quanh cái vị thủ tướng hay tổng thống hay chủ tịch nước của một quốc gia đó, đi đâu có kẻ gì ạ? Có người bảo vệ. Ngày xưa chúng ta nói là có kẻ hầu người hạ đó. Muốn ăn thì có phải xuống bếp để nấu không các quý vị? Ai mang đến? Có người giúp việc mang đến. Mà muốn ăn đó, thì ăn là toàn ăn những cái thức ăn là thức ăn ngon, có đầy đủ sức khỏe để họ lại phục quay trở lại phục vụ cho đất nước được tốt hơn. Có đúng không? Đó, phúc báo ở thế gian của chúng ta khi mà đạt đến cái đỉnh điểm nào đó thì chúng ta thấy rằng không làm chân tay bằng chính công việc đó nhưng vẫn có ăn. Còn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, thầy phải nói như vậy để chúng ta thấy rằng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sinh về đó hoa nở thấy Phật liền ngộ quả vô sinh, chứng được quả vị vô sinh pháp nhẫn, tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả và quả vị A-la-hán ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Đó. Cho nên công đức và phúc báo của các vị Bồ Tát và A-la-hán thì vô lượng vô biên. Công đức của một vị nguyên thủ quốc gia chỉ có thể được 5 năm. Có những người lên làm một khóa thì được 5 năm là nghỉ hưu, công đức bắt đầu xuống dần. Có những vị được 10 năm, có những vị được 20 năm, có vị được 30 năm. Nhưng ngày xưa có vị làm vua chúa đi chăng nữa cũng chỉ được 3-40 năm trở lại. Có những vị được 10 năm, có vị được có 1 năm, có vị được vài tháng. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, vãng sinh về đó rồi công đức vô lượng vô biên, theo thọ lượng của mình, cho đến khi thành Phật, công đức đó càng ngày càng lớn, không bao giờ mất đi. Vì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là không có gì, không có tuổi già để nghỉ hưu, không có nghỉ hưu.
mà ở đó tuổi thọ vô lượng chỉ có đi hành Bồ Tát đạo cho đến khi viên mãn công đức và thành Phật mà thôi. Cho nên á, ngày xưa khi mà tôi mới xuất gia, tôi đọc Bảo Thế Vãng Sinh về Tây Phương Cực Lạc tôi không thích lắm, vì ngày đó là tôi phát nguyện là tu thiền và tu theo Pháp Hoa Tông, chuyên đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa 4 năm trời. Và lúc đó tôi phát nguyện là tôi sẽ xiển dương Pháp Hoa Tông ở Việt Nam, đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa một ngày ít nhất cũng phải được 2 thời, ngày nào cũng vậy. Mặc dù là tôi là một cậu học sinh rất bận bịu, nhưng mà sáng phải một thời, tối phải một thời tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có thể nói là cũng ngộ nhập được khá sâu sắc về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, có những cái cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị về Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Và tôi nghĩ rằng tôi phải phát nguyện giống như các vị Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất ở lại thế gian này để hóa độ chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh khổ đau biết tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và lúc đó có những lúc mà tôi đọc thấy các vị Bồ Tát, các vị Đại A-La-Hán như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên được Đức Phật thủ ký cho, mà các vị bạch với Đức Thế Tôn rằng bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ phát nguyện đi các thế giới khác để tùy duyên để đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy bảo cho chúng sinh, và tùy duyên để dạy bảo giáo pháp cho chúng sinh. Vì ở thế giới này chúng sinh càng ngày càng cang cường, càng khó độ, cho nên các ngài sợ, các ngài phát nguyện với Đức Thế Tôn đem kinh Diệu Pháp đi Liên Hoa, đi thế giới khác để truyền bá. Và tôi nghĩ rằng vậy tâm nguyện của Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên quả thật là tâm nguyện của Thanh Văn, tâm nguyện của Tiểu Thừa. Còn tôi phải phát nguyện là giống như Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất, ở lại thế giới này để độ chúng sinh. Nhưng mà sau này học xong về rồi, lúc đó còn đang làm một anh chàng sinh viên ngồi trên ghế nhà trường Phật học thì không phải lo cái công việc chùa chiền nhiều, chỉ có đi học và tụng kinh thôi. Lúc đó thì chỉ có nghiên cứu giáo lý của Đức Phật, nghĩ rằng cuộc sống ở ngoài đời thường nó ngoan lành cành đào lắm, nghĩ là công việc Phật sự của mình chỉ lên ngồi nghe giảng, giảng hay là người ta nghe, mình nói đúng là người ta theo. Nhưng mà trong cuộc sống, về đem kinh Pháp Hoa ra diễn giảng cho các cụ ở nông thôn này, các cụ cứ, mình ngồi giảng ở trên, hỏi các cụ hay không, các cụ cười tít ra, nhưng mà hỏi hiểu không, và lắc đầu chả hiểu cái gì cả. Rồi một thời gian dạy thiền cho các cháu học sinh, các cháu đến học thiền cũng rất là đông, vì ngày xưa thầy cũng đang nghiên cứu và tu về thiền 4 năm. Nhưng xong rồi một thời gian sau thì hết cái lứa tuổi đó đi một cái, các cháu đi học, đi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, rồi ra ngoài đời, rồi đi lập gia đình. Và cho đến bây giờ cả một cái khóa tu thiền đó phải đến 200-300 cháu, nhưng bây giờ cũng chỉ được có khoảng chưa đầy chục cháu hay tới chùa đó, cho nên là thất bại. Và đến năm 2012 thì thực sự mà thầy tổ chức cái Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm đó. Khi đó mới nghe về Trung Phong Tam Thể Niệm, nghe về Kinh Vô Lượng Thọ, rồi nghe Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, nghe Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Bây giờ mới sực nhớ ra, quả thật là mình quá ngông cuồng. Ngày xưa phát nguyện là noi theo Bồ Tát Tòng Địa Dũng Xuất ở lại thế giới này để truyền bá Phật Pháp, giáo hóa chúng sinh, đem kinh Diệu Pháp Liên Hoa để truyền dạy cho mọi người. Nhưng mà nhìn lại, sự sinh tử luân hồi đối với mình còn mờ mờ mịt mịt ở phía trước. Mình không biết rằng mình đã tu chứng được đến đâu, mình đã chứng được cái gì chưa. Mỗi một ngày chắc chắn là chứng 3 bữa cơm thì có, nhưng còn tu chứng cái gì thì chưa biết. Trí tuệ thì có thể cũng sinh ra một chút, công đức có thể cũng có thêm một tẹo. Nhưng mà khi mà nghiên cứu về pháp môn tịnh độ, thấy rằng các vị mới được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoa nở thấy Phật liền thành quả vị Thất Địa Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên. Muốn gặp gỡ các Đức Phật ở 10 phương chỉ cần một bữa ăn sáng thôi, cầm cái giỏ
mang những thức ăn hoa thơm trái ngọt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới theo tâm tưởng mà hiện có, đi cúng dường phân thân vô số, cúng dường khắp các đức Phật ở mười phương thế giới. Cúng dường rồi lại được các đức Phật thuyết pháp cho nghe, nghe pháp rồi lại được các đức Phật khen ngợi là lành thay, các ông thật là khéo biết phát tâm Bồ Đề, các ông phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới thân cận đức Tử Phủ A Di Đà, quả thực là sáng suốt. Vì về nơi đó tuổi thọ các ông vô lượng, vì về nơi đó công đức các ông vô cùng vô tận, vì về nơi đó trí tuệ của các ông là siêu vượt các vị Bồ Tát ở thế giới khác. Cho nên việc làm của các ông thật là đáng khen ngợi. Rồi Đức Phật đó giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho mình, thành Phật, tên pháp danh là gì đó. Đọc tới đó tôi mới sực nhớ rằng á, bây giờ tôi muốn á, nhìn thấy Đức Phật Thích Ca còn khó. Muốn nhìn thấy Ngài á, chỉ lên chùa để nhìn thấy tôn tượng của Ngài thôi. Ngồi thiền quán tưởng muốn nhìn thấy kim thân của Phật Thích Ca quả thật là khó. Muốn nhìn thấy một Đức Phật còn khó, huống chi là nhìn thấy hàng hà sa số Đức Phật. Cho nên khi đó tôi mới giật mình nói rằng á, đến vị thầy gốc của mình, vị bản sư của mình là Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài nhập Niết Bàn mới 2.500 năm hơn một chút thôi, ta muốn thấy còn chẳng được, huống chi là thấy hàng hà sa số các Đức Phật khắp mười phương. Vì vậy mà bây giờ tôi như là kẻ mê chợt tỉnh, như là kẻ đói được ăn no, như là kẻ khát được uống, như là kẻ đi xa được lâu ngày được về nhà, nhận ra rằng phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó chính là một con đường đúng đắn nhất, khiến cho chúng ta được sớm hoàn thành được đại nguyện, đó là hành Bồ Tát Đạo, thành Phật để phổ độ chúng sinh tốt nhất. Cho nên cái vấn đề mà bảo là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là cầu chết là không đúng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.